Christine á, tập bài Blue Danube mà ông ngoại rất là thích. Don't record because that will spoil. Không, con tập thôi. No, 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 no. Con chưa tập hả? No, no, no. Yeah, no. I haven't touched this since 2 years ago. Vì lâu quá hả? Vì con phải tập nghe trước khi mình đi Cali còn không có còn nhiều thời gian nữa đâu. À. Nhìn lên Lucky. Rồi Lucky đây. Lucky mỗi lần tin nó đờn là Lucky nó xuống đây nó nằm chắc nó khoái nghe đờn hay sao ta? À, tin tập đi. Nè, Lucky đã. À, nè. Nè, mọi người yêu cầu quay Lucky nhiều nhiều nha. Đó, mỗi lần tin nó đờn piano là nó đừng vậy đó. Mommy, mới có thì con đừng khí thế vậy mới hay chứ. Rồi đừng lại, đừng lại, đừng lại, tập đi cho ông ngoại vui nè. Nhìn lên, nhìn lên, ông ngoại thích nhạc lắm á. Nhìn lên, Christine, đừng đi con, lâu quá không đừng ăn bận quá hả? Hả? Đừng đeo mắt kiến vô giống mù quá à. Rồi rồi đợi đi, Lucky thở dài kìa, Lucky thở dài kìa nha. Rồi hai đứa đờn đi hồi nhỏ đó nhớ không? Hồi nhỏ hai đứa ngồi đi đờn nè, cây xe á, có hình rồi nhớ không? Có cái video hồi nhỏ tin đờn cái cây xe đấy. Thank you for watching nhớ không? My sister playing my horses and thanks for watching. My name is Chrissy. Yeah. Rồi tin đơn đi con. Tin đơn đi. Tin thì học đơn lâu hơn. Casey nó cũng biết đơn á. Nó tập đơn đi. Christmas. Oh. Rồi Casey tin đơn đi con. Đơn bài gì cây? Blue Danube. Đơn đơn. Tần 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 tần. Đơn đi tin. Yes, rồi làm lại đi. Bớt đêm ngồi gần sắp đến rồi đó. Tập đi, hai đứa tập đi. Cái gì đang làm gì đó, decorate hả? Yes. Ừ. Thì chiếu sơ sơ cho mọi người thấy nhà canh Thi. Anh Huy mới gắn đèn à. Đó, mà bữa tối mới thấy. Rồi, nhiều lắm, nhiều đồ Christmas lắm. Nhưng mà mình đâu có làm nhiều quá, dọn cũng mệt phải không? Tại năm nay mình không có ở nhà đón Christmas. Nhưng mà cũng sửa soạn nhà sơ sơ để đón nội về ăn Christmas rồi mới đi. Anh Huy mới gắn đèn á anh. Hi, chào mọi người nè. Hello. Casey chèo chừng té hả con? Đứng lên. Rồi con làm nơ. Ok, làm nơ. Gắn xong rồi con bóp bóp thành cái nơ con. Làm cái nơ hả? Ok. Rồi ba mi phụ mình làm đi. Cái nơ làm cái kiểu giống trên đó lắm. Bóp cho nó phồng phồng xong rồi ráp qua đấy. Ok rồi làm cái si gắn giỏi nè. Thi mới gắn hai cái đỏ đỏ này nè, trèo lên gắn nè. Cái si you do every other one or one after another, one after another, like light green, yeah, mình sửa sạn green. Sửa lại chút cho vui vậy, không? Để đi làm nè. Cái si cũng giỏi không? Mãi cái si gắn cái đỏ đỏ cho mẹ đó.
Chưa, tối bỏ đèn lên mới đẹp ha. Thế đi cắt cái cây này xuống, cây này cũng hơi bự quá hai bên ha. We need to cut these bushes today because the bushes are covering the lights and the lights. Nói tiếng Việt được không? Mình phải. Nói tiếng Việt sao? Mình phải sao? I'm saying it. Đúng rồi, rồi. Mình phải cut the bush. Cắt cái nào? Cắt. So we can see the lights. Mình phải cắt mấy này. Yeah. Mình phải cắt cây thấp xuống. Thấp xuống. Ừ, bữa mới cắt rồi giờ nó cao quá ha. Can we cut it with scissors? Ở sớm nè, sớm nè. Sớm cầm thi nè. Tối mình ra quay mới thấy đẹp. Giờ người ta chưa có mở đèn. Còn sớm. Khoảng 5-6 giờ bắt đầu người ta mở đèn lên á. Mình để hai cái xe đạp ngoài đây mà có ai lấy đâu. Tin cái xe hả? Để mấy tháng à, năm rồi. Có ai lấy xe đạp đâu. Nhà Thi có cái cây holly này lớn lắm cả nhà. Mà cái cây này á, nó có mấy cái trái á, đỏ đỏ vậy nè. Cây mình tỉa, cây mình rửa sạch á. Cây mình decorate lên cái bánh Noel á, bánh push của mình á, cũng đẹp lắm. Rửa sạch sẽ rồi mình kim lên. Rất là đẹp nè. Cắt nhánh cái mình bỏ lên cũng đơn giản ha. Cái stream nó xuống chút thôi. Stream này xuống chút hả? Ok thôi, bye bye cả nhà nha. Tối quay thêm chút xíu nữa ha. Stream này xuống chút hả? Mất công không? Cắt cái chân. Ê, nhà mình mà bữa tối nè cả nhà mới dắt đèn đó, cũng có không ý Christmas ha, không có nhiều nhưng mà cũng ok. Say hi mọi người nào. Oh hello. Đi lễ ra nhà thấy ở nhà thờ bán những cái đồ Christmas đẹp kia chưa? Ồ đẹp quá ha. Đẹp hơn cả nhà. Cái si đây. Cái si nó đi tuốt thằng kia. Nhà thờ bán đồ quá trời nha. Cái si lựa được gì là con? Ra nha. Cái đó mua gì vậy? Pictures, you put your picture in here. Mình muốn cầm cái chơi nhỏ ra mà mua. Hả? What pictures? Sao con bỏ vô được? Sao cái xíu nữa này. Ủa, vậy là mình phải con in picture đang bỏ. Ok, ok, rồi. Cái đó nhiêu tiền con? $7. Ồ, vậy hả? Yes. Rẻ hả? Mm. Gì? Tên lửa này hả? Mua cho ngoại đi. Trời ơi, Tin ơi. Ê, trời dễ thương quá cả nhà ơi, này là ta handmade đó. Ok. Này treo ngoài cửa nè. Coi coi. Dễ thương ha. $3 cả nhà. Có $3. Quá trời luôn. Cái hộp này đựng gì đây? Cái chuông này dễ thương ha. Chuông dễ thương hả? $5. Chuông này có $5. Trời ơi, cái đẹp quá. Đây vòng người ta làm nè, quá trời. Nhà mình có đó rồi. Christmas. Đẹp quá ha. Ba vua nè cả nhà.
Mommy, look at the moose. Can we get the moose? Cheese. In our dining room. Cái xi lửa nào nữa? Đồ quá trời đồ Christmas dễ thương ha. The snowman right there. Huh? Hey, look at the snowman. What's going on? Hey, how are you? Say hi. Đẹp lắm hả? Đẹp quá hả? Cái xi lửa gì nữa con? Lửa đó hay rửa gì nữa? Christmas tree for my room. À, cái phòng nhỏ con hả? Ờ, cái đó nhỏ xíu vậy. Lửa khác đi, lửa khác đi. Hả? Ủa, cái xe đánh đó hả con? Trong phòng con hả? Ồ, cái đó đẹp quá hả? Ừ, cái đó cây thông đẹp quá hả? It's $18. Oh. 18 đồng hả? Nghe 18 đồng. 18 đồng cái cây đó. Ồ, cũng đẹp á. Lấy đi, lấy đi. Ừ, thì đó lấy đi. Nó muốn cái cây đó trong phòng anh. Có đèn luôn á. Ủa, sao có đèn hay vậy? Ủa, sao? Battery mà. Chắc. Ồ, mình phải bỏ battery hả? Tiền bố mình. Xí, đổ. Giờ cái xí chọn đi. Nhà không đẹp. Hay là bỏ trong phòng con trước cửa đó. Con lửa nào? Đặt trên bàn hay sao? Mày đẹp quá hả? Trời ơi. Đi đi lựa cái chip. Cây này cũng đẹp nè. Không, ăn xưa nó thích cái nào thôi. Ok, giờ con cầm đó hả? You're hot pin sao? Christine, chào. Mẹ con kêu cao. Cười rồi. Rồi con lựa gì nữa? Anh, phụ này. Rồi trả tiền nha. Rồi, tin nè, cây si lựa được 2 thứ. Anh này cũng đẹp anh ha. Anh. Cái này đẹp anh. Hả? Đẹp không? Cái đèn này giống như là ở Việt Nam mình á. Đèn dầu á anh. Lé nè, có chai dầu nữa nè. Đẹp quá hả? Hả? Ờ. Dễ thương hả? Dễ thương hả? Cái này cũng có 2 đồng mà, dễ thương. Mickey Mouse. Ồ, thấy cái này đẹp. Lạ ghê chưa. Hi Angel. Cả nhà ơi, mấy cái đồ ở đây là free nè cả nhà. Túi nè. Cái viết journal. Cái cuốn sách nhỏ nhỏ là free nè. Free nè cái gì? Con viết nhật ký ở đây nè cái gì? Lấy đi. Free mà. Nhà thờ cho mà. You want one for your Bible money? Huh? Your Bible đâu? Yeah, this is a Bible holder. Oh, Bible. Thôi khỏi con, để người ta lấy nữa. Chứ mình lấy quá nhiều. Mình lấy 2 cái được rồi. Rồi, cái si vui không con? Yes. Con có cái đèn bỏ trong phòng ngủ hả? Yeah, vui á. Rồi, bye bye cô chú. Đó đây con, bye bye cô chú. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ và bình an nha trong mùa Giáng sinh này. Bye bye. See you next time. Love you all. Love you.